HSBC dự báo Việt Nam tăng trưởng 6,5%. Sau 2 năm tăng trưởng chậm lại vì đại dịch, Việt Nam dự báo tăng trưởng lên 6,5% trong năm 2022. Con số này tương đương với mục tiêu GDP, năm nay tăng 6,5%, 7% mà chính phủ đặt ra. Dự báo được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam ghi nhận tăng trưởng quý tư năm 2021 đến hơn 5%, bỏ xa các mức dự báo của thị trường. Các hoạt động sản xuất nhanh chóng khởi sắc trong khi xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục. Trong khi đó, ngành dịch vụ cũng bắt đầu phục hồi dù không đồng đều trong các lĩnh vực. Bước vào năm 2022, HSBC đánh giá sản xuất và xuất khẩu kỳ vọng sẽ tiếp tục vị thế dẫn đầu, một phần là nhờ những cam kết FDI ổn định. Mặt khác, nhu cầu trong nước nhiều khả năng sẽ phục hồi thêm khi các biện pháp hạn chế hiện tại dần được gỡ bỏ và thị trường lao động phục hồi. Dù vậy, nhà băng này cho rằng trở ngại lớn nhất cần lưu tâm chính là đợt bùng dịch thứ 5 đang diễn ra, nhất là với sự xuất hiện của biến chủng Omicron có tốc độ lây lan mạnh.